Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel Bỉm Sữa của Linh nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách mình làm thế nào để có thể vượt qua được những cái tuần khủng hoảng của em bé. Bé sau nhà mình thì hiện tại được 18 tháng tuổi và con đã chuẩn bị tốt nghiệp cái giai đoạn tuần khủng hoảng rồi. Đây là mình nghĩ rằng cái giai đoạn này là giai đoạn tuần khủng hoảng cuối cùng của bé sau nhà mình. Tất nhiên là con vẫn như mọi khi, con vẫn mè nheo, trời ơi, rồi con bám ấy, con mè nheo kinh khủng khiếp. Thế nhưng mà cái giai đoạn này nó cũng có những cái chuyển biến khá là đặc biệt và khá là vui và thú vị, rất là đáng yêu. Lan man một chút vậy thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ nói về tuần khủng hoảng và làm thế nào để các mẹ có thể vượt qua được. Bây giờ thì chúng mình cũng bắt đầu nào. Đầu tiên thì để dành cho những mẹ chưa biết về tuần khủng hoảng thì tuần khủng hoảng là một cái giai đoạn rất là đặc biệt của em bé. Trong tiếng Anh thì chúng ta gọi là Wonder Weeks. Ban đầu thì mình cũng khá là ngạc nhiên về cái tên Wonder Weeks. Rõ ràng Wonder là tuyệt vời, là tuyệt diệu cơ mà. Thế nhưng mà Wonder Weeks trong tiếng Việt thì lại là tuần khủng hoảng, tuần bão. Tại sao lại như vậy? Thì đơn giản như thế này, tuần khủng hoảng là một cái giai đoạn mà em bé có cái sự phát triển rất là vượt trội, vượt bậc về cái kỹ năng, về tâm lý và sinh lý của con. Sự khủng hoảng chính là cái sự khởi đầu để em bé có thể bắt đầu phát triển những cái kỹ năng vượt bậc của mình. Chính bởi vì những cái sự phát triển vượt bậc đó mà em bé cảm thấy rất là ngạc nhiên và sợ hãi, tâm lý thay đổi. Ví dụ như là con đang nhìn mọi việc rất là mờ ảo, thế nhưng mà đột nhiên con nhìn mọi thứ quá là rõ ràng, màu sắc mọi vật nó rõ ràng hiện lên trước mặt con, thì tự nhiên con sẽ có cảm giác khó chịu và sợ hãi. Trong giai đoạn tuần khủng hoảng thì em bé sẽ có những cái biểu hiện cực kỳ khó ở và khó chịu. Em bé sẽ khóc, quấy, mè nheo. Em bé sẽ cực kỳ bám mẹ và có thể là em bé sẽ biếng ăn, bỏ ăn. Mọi sinh hoạt, mọi thứ đảo lộn hết đi. Em bé có thể thức chơi đêm, ban ngày thì em bé ngủ nhiều. Hoặc là với những em bé đã có nếp sinh hoạt ổn định rồi thì tự nhiên con bị thụt lùi, con không thể theo được nếp sinh hoạt, hoặc là mọi thứ nó cứ đảo lộn hết cả lên. Và trong giai đoạn tuần khủng hoảng này thì mình nghĩ cái người khủng hoảng nhiều nhất chính là mẹ. Những người mẹ đang chăm em bé thực sự sẽ rất là khủng hoảng và rất là stress trong giai đoạn này. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua được đây? Đầu tiên đó là chúng ta sẽ cần phải biết con đang ở tuần khủng hoảng nào đã thì chúng ta mới có thể xử lý được. Thông thường cách mà mình làm đó là ở những cái giai đoạn mà mình thấy con đột nhiên khó chịu, đột nhiên quấy khóc thì lúc đó mình sẽ search Google. Ví dụ như là nếu như em bé đang ở giai đoạn khoảng 5 tầm tuổi thì mình sẽ search là Wonder Weeks năm, hoặc là mình sẽ tra bảng để áng chừng xem em bé đang khoảng tuần khủng hoảng nào. Sau đó thì mình sẽ tra chính xác về tuần khủng hoảng đó có cái gì, em bé đang phát triển kỹ năng gì và có thể có những biểu hiện nào, và mình sẽ so sánh với em bé nhà mình xem có đúng là con đang nằm trong tuần khủng hoảng đó hay không. Tất nhiên là tuần khủng hoảng có thể dao động giữa bé nọ bé kia chứ không chính xác 100%, nhưng mà về nhìn chung về cơ bản là nó sẽ loanh quanh, nó sẽ chỉ xê dịch khoảng 2 đến 3 tuần thôi, thì các mẹ có thể dựa vào đó để có thể nhận biết xem là em bé có đúng là đang ở trong giai đoạn tuần khủng hoảng đó hay không. Việc có thể nhận biết con có đúng là trong tuần khủng hoảng hay không và nhận biết những cái sự thay đổi của con ở trong tuần khủng hoảng có ý nghĩa rất là quan trọng để có thể giúp mẹ và con vượt qua được tuần khủng hoảng dễ dàng. Mình cũng đã có một video chia sẻ về những mốc tuần khủng hoảng khác nhau. Mình sẽ để link video ở dưới phần mô tả của video này để các mẹ có thể tham khảo thêm nhé. Điều thứ hai mà mình làm khi bé Sam vào tuần khủng hoảng đó là mình sẽ cho con đi ngủ sớm hơn thường lệ. Thường là sẽ cho con đi ngủ sớm hơn khoảng 30 phút so với lịch sinh hoạt. Ví dụ như là nếu như em bé đang ngủ đêm ở khoảng 7 giờ 30 tối thì ở giai đoạn tuần khủng hoảng có thể là con khó chịu, con quấy khóc, ban ngày con ngủ rất là ít, vậy thì ban đêm thì mình sẽ điều chỉnh để cho con ngủ sớm hơn, khoảng 7 giờ tối là đã cho con bắt đầu lên giường đi ngủ rồi. Điều thứ ba mà mình làm đó là sẽ chia nhỏ các bữa ăn ra. Ở trong giai đoạn tuần khủng hoảng thì hầu như các em bé sẽ khá là khó chịu, em bé sẽ bị biếng ăn. Vậy nên là việc mà chúng ta kỳ vọng con ăn rất là nhiều, ăn như những giai đoạn trước là điều khó có thể xảy ra.
Thay vào đó thì mình sẽ chia nhỏ các bữa ăn, mỗi bữa còn chỉ cần ăn một chút thôi, các bữa sẽ gần nhau hơn một chút thì trong giai đoạn này cũng không sao cả. Nhiều mẹ thì cứ lo lắng đến việc là trong giai đoạn này mà để cho con ăn quá là nhiều bữa rồi ăn lắt nhắt như thế thì sau này sẽ dẫn đến tình trạng con ăn lắt nhắt không ra cữ thì sao. Nhưng mà theo mình quan sát đối với bé Sam nhà mình thì không hề có chuyện đó. Thường là ở trong những cái ngày thuộc tuần khủng hoảng thì mình cho con ăn chia nhỏ các bữa, ăn ít một thì vẫn ok, và sau khi hết cái tuần khủng hoảng thì con lại có thể trở về cái lịch sinh hoạt như cũ mà không có vấn đề gì hết. Việc chia nhỏ bữa ăn sẽ khiến con dễ hấp thụ hơn, em bé sẽ có thể là thoải mái và thư giãn hơn trong khi ăn, đồng thời cũng sẽ tránh được cái tình trạng là mẹ cứ cố gắng ép em bé ăn thật là nhiều, khiến cho con sẽ có cái tâm lý sợ hãi, sợ ăn và biếng ăn tâm lý về sau này. Ngoài việc chia nhỏ bữa ăn thì cái phương pháp cho em bé ăn cũng sẽ có thể thay đổi một chút. Đối với bé Sam nhà mình thì em ăn dặm theo phương pháp ăn dặm kết hợp. Ở trong những giai đoạn tuần khủng hoảng thì có những đợt con lại chỉ thích ăn dặm BLV kép. Con rất là thích cầm nắm và gặm nhấm các cái loại đồ ăn. Thế nhưng mà con không hề hợp tác với ăn dặm kiểu Nhật hay ăn dặm truyền thống một chút nào. Con không hề thích người lớn đút cho con ăn mà con muốn tự mình ăn cơ. Chính vì vậy mà mình tăng số lượng bữa ăn BLV kép lên và mình sẽ cho con tự cầm nắm con bóc. Có thể là con bóc một chút bánh quy, một chút bánh mì hay là một chút bánh mẹ chuẩn bị cho con, hay là một chút hoa quả gì đó mình sẽ cho con ăn để con vừa cảm thấy thư giãn thoải mái và con cũng có thể ăn được một chút chút, thì lúc đó cũng đã là khá là tốt rồi. Ngược lại thì cũng có những cái giai đoạn mà bé Sam khá là cáu kỉnh và không hề muốn ăn dặm BLV kép. Con sẽ ném tung hết cả mọi thứ, lật tung cả bàn ăn lên, ném hết cả đồ ăn ra và rất là cáu kỉnh, khó chịu này. Có những đợt thì bình thường con rất là ngoan, con ngồi ghế ăn đến 30 phút mà cũng không vấn đề gì cả. Thế nhưng có những đợt ở tuần khủng hoảng thì con chỉ cần ngồi ghế khoảng 10 phút là con đã đòi ra ngay lập tức. Điều tiếp theo mà mình sẽ làm ở trong tuần Wonder Weeks là mình sẽ tìm hiểu xem con đang phát triển một cái kỹ năng gì để mình có thể hỗ trợ cho con nhanh chóng vượt qua. Bởi vì khi mà con phát triển và thành thạo những cái kỹ năng đó thì tuần Wonder Week cũng sẽ vượt qua nhanh chóng hơn. Mình ví dụ như thế này, khi mà các em bé ở tuần Wonder Week thứ 12, lúc đó con đang phát triển rất là tốt cái khả năng vận động thô, con đang tập lẫy và có thể có những em bé đã lẫy rất là thành thạo ở giai đoạn này rồi. Con cũng đang có những cái sự phát triển giác quan rất là vượt bậc. Con có thể là cảm nhận được những cái âm thanh ở những cái trình độ khác nhau. Đồng thời là em bé cũng biết cười và cười rất là tươi theo những cái phản ứng của người lớn. Có một số em bé còn rất là bá mẹ nữa cơ. Thì ở trong giai đoạn này làm thế nào để chúng ta có thể hỗ trợ cho con được đây? Thì thông thường là mình sẽ tìm những cái bài tập vận động để hỗ trợ cho con sớm biết lẫy hơn này, để con cứng cáp hơn và dễ lẫy hơn. Trong những tuần này thì mình cũng sẽ tìm hiểu một số những cái hoạt động để thực hiện với con. Đơn giản như là những cái hoạt động để phát triển thính giác của con, ví dụ như là cái trò xé giấy này, hay là trò bóp những cái bong bóng khí này, hoặc là mình sẽ đơn giản là mình sẽ đặt một cái túi ni lông ở phía chân của con. Lúc đó con sẽ đạp vào cái túi ni lông sẽ có những cái tiếng kêu sột soạt, thì con dần dần cảm nhận được âm thanh và cảm nhận được cái nhân quả của cái hành động của mình. Mình cũng sẽ thực hiện những cái bài tập ví dụ như là soi gương để con có thể nhìn thấy mình trong gương và dần dần phân biệt được các cái sự vật, và cũng có thể nhìn thấy mình đang mỉm cười và cười rất tươi trong gương và nhìn thấy những cái cảm xúc trên gương mặt mình và gương mặt của mẹ. Đó là một số những cái bài tập mà mình có thể thực hiện trong giai đoạn này để hỗ trợ cho con được tốt hơn. Tất nhiên là còn rất là nhiều bài tập và các hoạt động khác nhau. Các mẹ có thể lên Google và search cái bài tập vận động và những cái hoạt động cho em bé thì sẽ ra rất là nhiều bài tập khác nhau. Hoặc là các mẹ cũng có thể comment ở dưới video này cái tháng tuổi của em bé, thì mình sẽ gợi ý cho các mẹ là với những cái tháng tuổi này, ở giai đoạn này thì các mẹ nên thực hiện những cái hoạt động và bài tập gì cho em bé dựa trên cái kinh nghiệm của mình khi mà mình tìm hiểu về giáo dục sớm cho con. Mình nghĩ rằng nó sẽ có thể giúp ích được cho các mẹ đấy. Và điều cuối cùng mà mình làm đó là mình sẽ chuẩn bị một cái tinh thần và sức khỏe thật là vững vàng, bởi vì mình đã biết trước rằng tuần khủng hoảng sẽ xảy ra, đương nhiên sẽ xảy ra rồi và chúng ta cũng sẽ không thể tránh khỏi được. Chính vì vậy, sức khỏe của mẹ phải thật là vững để các mẹ có thể chăm con tốt được. Tinh thần của các mẹ cũng phải thật là vững vàng để có thể chịu đựng được cái tiếng khóc của con và những cái sự mè nheo khó chịu của con.
Đương nhiên là như thế rồi, nó sẽ không thể trải qua nhẹ nhàng, êm đềm như những cái tuần bình thường được đâu. Và nếu như chúng ta biết được điều đó thì chúng ta chuẩn bị tinh thần kỹ hơn thì nó cũng sẽ bớt áp lực hơn, bớt nặng nề và stress hơn. Và mình nghĩ rằng các mẹ cũng không nên quá cứng nhắc nhé. Nếu như các mẹ đang theo một cái phương pháp nuôi con rất là khoa học nào đó, ví dụ như là Easy hoặc là phương pháp gì đó khác này, và các mẹ đang áp dụng một cái lịch sinh hoạt của con rất là đều đều và ổn định, một cái nền nếp cực kỳ ổn định. Thế nhưng mà trong tuần khủng hoảng thì việc yêu cầu em bé có thể áp dụng một cái nền nếp ổn định là việc khá là khó khăn. Thay vì đó thì cái cách mà mình làm đó là mình sẽ nương theo con. Mình có thể là chiều con một chút trong giai đoạn này cũng chẳng làm sao cả. Có thể là mình sẽ bế con, bế ru ngủ cũng không làm sao. Hoặc là có thể là có những cái tuần mà con rất là khó chịu thì mình sẽ ra tiếp da với con. Mình bế con lên ra tiếp da để con có thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ và con cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Cũng sẽ có những giai đoạn em bé sẽ bám mẹ da như đỉa. Em bé sẽ luôn luôn đi theo mẹ, mà chỉ cần nhìn thấy mẹ thôi mà mẹ chưa bế là em bé sẽ khóc toáng lên, luôn luôn nhìn theo mẹ xem mẹ đang ở đâu, mẹ có bế mình không. Thì mình nghĩ rằng thay vì căng thẳng hay là thay vì khó chịu thì con mẹ nên vui vẻ và hạnh phúc vì điều đó. Bởi vì là em bé đang dần nhận ra ai là người quan trọng với mình. Em bé cảm thấy rất là cần mẹ. Lúc này là lúc mẹ cần ở bên và vỗ về và chăm sóc em. Chiều em một chút cũng không làm sao cả, và hãy tận hưởng cái khoảng thời gian mà em bé bám mẹ như vậy, bởi vì nó sẽ không diễn ra lâu đâu. Tuần khủng hoảng thì không phải là mãi mãi, nó sẽ trôi qua rất là nhanh chóng thôi. Vậy nên là mình chúc cho các mẹ sẽ thật là nhẹ nhàng và vững vàng để có thể vượt qua tuần khủng hoảng cùng với em bé nhé. Mình cảm ơn các mẹ đã theo dõi hết video này của mình. Nếu như các mẹ thấy hay thì đừng quên ấn like và subscribe channel để ủng hộ cho mình nhé. Cũng nhớ là hãy ấn vào nút hình quả chuông nhé, bởi vì YouTube sẽ thông báo mỗi khi mà mình phát hành video mới đấy. Cảm ơn các mẹ rất là nhiều. Bye bye.